kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua. Thủ thừa hiệu quả hấp nguồn giống cây học sinh sinh viên. Bến Đức chất vấn giải trình việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự. Tại thế giới, kinh tế Palestine bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột. Thường trực Hội đồng Nhân dân quyền mới lớp tổ chức phiên chất vấn giải trình về việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn quyền. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền Mai Văn To chủ trì. Giải trình ý kiến của các đại biểu, Chi cục thi hành án dân sự quyền cho biết, một số khó khăn dướng mắt trong quá trình thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng, chủ yếu do số tiền phải thi hành án cao, một số trường hợp tài sản kê biên là đất đai khó đấu giá vì có sự sai lệch về nguồn gốc, kích thước thửa đất. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn thấp, vẫn còn tình trạng cố tình trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Kết luận phiên giải trình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyện Mai Văn To yêu cầu chia cục thi hành án dân sự quyện tăng cường phối hợp với diện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân và các cơ quan ban ngành có liên quan của quyện trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự và tổ chức cưỡng chế thi hành án, đảm bảo công tác thi hành án dân sự có hiệu lực hiệu quả. Quỹ ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt và công tác cập nhật thông tin trẻ em vào phần mềm quản lý theo đề án 06. Đồng chí Phạm Văn Thật, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tính đến cuối tháng 9 2024, toàn quyền có hơn 108.800 người có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ đạt 96%, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hơn 1.600 người, đạt 60% kế hoạch chỉ tiêu. Nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo nghị quyết quyền ủy đề ra trên 96%, Quỹ ban nhân dân quyền chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, diệt làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Viện Tân Trụ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm sau tổ chức lễ kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Trụ, Trịnh Phước Trung chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của các ngành và thành viên ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện, các phần việc hoạt động diễn ra trước trong lễ kỷ niệm hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch. Lễ kỷ niệm diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 10 đến 12 tháng 9 âm lịch tại khu di tích lịch sử Giàm Nhật Tảo, xã Tân Bình, thu hút hơn 200.000 người từ nhiều tỉnh thành phố về dự. Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyền Tân Trụ Trịnh Phước Trung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, thành viên trong công tác phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động trong lễ kỷ niệm, đồng thời yêu cầu rút kinh nghiệm đối với những sai sót, đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để lan tỏa ý nghĩa sự kiện trong thời gian tới. Thời gian qua, nguồn vốn dài tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thủ Thừa ngày càng phát huy hiệu quả. Đặc biệt, nguồn vốn cho giai học sinh sinh viên giúp cho nhiều học sinh tiếp tục ước mơ đến trường. Đến nay, tổng dư nợ cho dài từ chương trình học sinh sinh viên trên địa bàn huyện đạt trên 84 tỷ 600 triệu đồng với hơn 1.300 lượt khách hàng dài vốn. Gia đình cô Quỳnh Thị Đền, ấp 2 xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, trước đây là hộ cận nghèo, cũng nhờ các chương trình cho gia vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Viện, đến nay gia đình cô dương lên thoát nghèo. Cũng nhờ nguồn vốn mà con của cô được tiếp tục học tập tại trường cao đẳng nghề Long An với nghề điện lạnh. Biết đến ngân hàng chính sách có cho dai về học sinh sinh viên thì qua nguồn vốn của học sinh sinh viên đã giúp cho gia đình tôi đưa con tôi được đến trường giúp đỡ rất nhiều cho không phải riêng tôi mà tất cả những hộ khó khăn có hoàn cảnh khó khăn để con em đến trường được học tập đến nơi đến chốn. Lào hộ thuộc diện khó khăn, hiện có hai người con, một đứa học đại học, một đứa học lớp 11, gia đình chị Nguyễn Thị Lệ Dung, ấp 4, xã Mỹ Thành, huyện Thủ Thừa cũng được tiếp sức với nguồn giống gia học sinh sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội huyện. Trong 9 tháng năm 2024, nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ lần đầu cho 95 khách hàng khó khăn về tài chính có điều kiện cho con em học sinh, sinh viên tiếp tục đến trường với số tiền 18 tỷ 615 triệu đồng. Qua theo dõi thì ra sót thì kết quả theo báo cáo của các hoàn thể cấp xã thì hầu hết các hộ dây đều sử dụng giống dây đúng mục đích thì việc trả lãi và hoàn vốn được thực hiện đầy đủ và rất nghiêm túc thì thời gian tới thì phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quyện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, các hội đoàn thể nhận quỹ thác để tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện dây vốn đều được tiếp cận nguồn vốn vay tính dụng chính, chính, chính sách của học sinh sinh viên đảm bảo giải ngân nhanh chóng kịp thời giúp học sinh sinh viên giải quyết một phần các khoản đóng góp đối với nhà trường và chi phí sinh hoạt học tập và mỗi đầu kỳ học có thể thấy, nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn của chương trình cho giai học sinh sinh viên, không chỉ góp phần chia sẻ phần nào nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập cho học sinh sinh viên, mà còn tiếp sức cho các em dẫn bước theo đuổi ước mơ học tập, tạo dựng tương lai. Cùng thi đua số 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2024. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An Đặng Thị Ngọc Mai chủ trì hội nghị với chủ đề tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội từ đầu năm 2024 đến nay. Hội Liên hiệp Phụ nữ cụm thi đua số 1 tỉnh đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương thức hoạt động của hội, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, nâng cao năng lực của cán bộ hội cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An Đặng Thị Ngọc Mai mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ trong cụm tiếp tục bám sát vào các nhiệm vụ của địa phương, chỉ đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên, triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là các mô hình, các câu lạc bộ thiết thực, hiệu quả. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Cần Duộc tổ chức hội thi thuyết trình về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, 1930, 18 tháng 11, 2024. Tham gia hội thi có 15 thí sinh đến từ các xã thị trấn thuyết trình về chủ đề đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dân nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật gắn với nâng cao ý thức, trách nhiệm và cụ thể quá bằng cách làm hay, mô hình hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2024. Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về xã Long Hậu, giải nhì thị trấn Cần Duột, giải ba xã Long Thượng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải khuyến khích và giải thưởng phụ cho các đơn vị tham gia hội thi. Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thịnh Long tổ chức hội nghị tuyên truyền và tư vấn đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho người dân trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, người dân trên địa bàn huyện Đức Huệ được triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, các ngành nghề được tuyển chọn, hoạt động tuyển dụng tại một số nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc cùng các lợi phí xuất cảnh, thu nhập hàng tháng và thời hạn lao động. Đây là dịp giúp người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đặc biệt là người lao động ở các huyện biên giới, nắm bắt được thông tin thị trường lao động hiện nay, tiếp cận kịp thời các thông tin tuyển dụng và nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập và ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bí thư Quyền ủy Thành Quá, Nguyễn Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quyền ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phùng Anh Tuấn. Có buổi làm việc với ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Tây, kiểm tra về công tác chuẩn bị đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Xã Tân Tây đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, cơ bản hoàn thành văn kiện, nhân sự và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện đang tiếp tục lấy ý kiến để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn kiện. Đến nay, Tân Tây đã đạt 14 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và đạt 17 trên 18 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Quyền ủy Thành Quá, Nguyễn Thanh Nguyên đề nghị đảng quỹ xã tiếp tục củng cố, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong triển khai để thực hiện đạt và dựa các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 và nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt quan tâm chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng Bộ Xã nhiệm kỳ 2025-2030. Vừa qua, huyện Châu Thành tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông năm 2024 cho gần 50 cán bộ thuộc các hội, đoàn thể, cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông các xã, thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được nhà báo Lê Hồng Phước, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An giới thiệu các kiến thức cơ bản về tin bài, cách thu thập thông tin, cách viết tin bài, xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở thông qua hội nghị tập huấn giúp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở về kỹ năng biên soạn, biên tập tin, bài, kỹ năng tuyên truyền, sử dụng công nghệ thông tin, vận hành thiết bị kỹ thuật để thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương. Tình hình xung đột tại giải Gaza đang khiến nền kinh tế của Palestine bị tác động nặng nề, giảm hơn 35% so với năm ngoái, trong khi dùng lãnh thổ này lại bị thuộc lùi về những năm 50 của thế kỷ trước. Đây là nhận định vừa được Liên Hợp Quốc đưa ra. Theo nghiên cứu mới đây của Liên Hợp Quốc, xung đột tại Gaza đã khiến dùng lãnh thổ này có tỷ lệ nghèo đạt mức tuyệt đối 100%, thất nghiệp chiếm 80%. Palestine đang chứng kiến nền kinh tế của mình thuộc lùi về mức chưa từng thấy, trở về mức của khoảng 70 năm trước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo đã để lại hậu quả lâu dài tại Gaza. Tình trạng mất an ninh lương thực trở nên trầm trọng hơn, với 15% dân số Gaza phải đối mặt với nạn đói. 90% trẻ em dưới 2 tuổi và 95% phụ nữ đang mang thai và cho con bú cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực cùng cực. Hiện các cửa khẩu chính tại miền Bắc Gaza đã bị đóng và hàng viện trợ lương thực không thể tiếp cận kể từ đầu tháng 10 này. Giữa khung cảnh hoang tàn và đầy bi thương ở Gaza thì âm nhạc đã trở thành một liều thuốc chữa lành kỳ diệu. Những nốt nhạc gian lên từ một nhạc sĩ cùng chung sống trong các lán trại không chỉ mang lại niềm an ủi cho những tâm hồn trẻ nhỏ mà còn là cầu nối giúp các em vượt qua nỗi đau và sự sợ hãi. Anh Femi Ansaka, một nhạc sĩ đến từ Anrima ở thành phố Gaza, đã mang niềm đam mê âm nhạc của mình để giúp đỡ trẻ em ở các trại tị nạn, bất chấp các cuộc bắn phá khốc liệt đang diễn ra. Anh Femi Ansaka chia sẻ, Cuộc sống ở trại cùng các em giúp tôi cảm nhận được khát khao được sống. Mặc dù ngày hay đêm, tiếng bơm đạn máy bay luôn kề cận bên tai những đứa trẻ. Các em mang một nỗi nơm nớp lo sợ rằng chiến tranh có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào. Thông qua âm nhạc, tôi muốn dạy các em rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và chúng ta vẫn còn hy vọng. Tiếng vỗ tay của trẻ em gian lên giữa trường học nhạc là những căn lều đơn sơ. Anh Femi sử dụng những công cụ và phần mềm quen thuộc để sáng tạo nên những bài nhạc. Một năm sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ, khoảng 630.000 trẻ em ở Gaza không thể trở lại trường học. Những trường học được biến thành trại tị nạn cũng là mục tiêu tấn công của Israel. Dẫu còn nhiều khốc liệt trong cuộc sống, nhưng anh Femi tin rằng âm nhạc có thể là một liều thuốc chữa lành cho trẻ em và cả bản thân anh trong những thời điểm khó khăn hiện nay. Tưởng như vô hại, thế nhưng các sản phẩm chăm sóc cá nhân hàng ngày như lăn khử mùi, nước hoa, xịt thơm cơ thể có thể tạo ra những hạt siêu nhỏ gây hại cho phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe của những nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em hay người cao tuổi. Đây là kết quả một nghiên cứu vừa được công bố trong thời gian gần đây. Theo nghiên cứu, những sản phẩm tạo mùi hương chứa tới hơn 200 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi một số phân tử sau khi tiếp xúc với ozone trong không khí có thể tạo nên những hạt mới, sau đó tụ lại thành các hạt siêu nhỏ có khả năng xâm nhập vào phổi. Nghiên cứu còn phát hiện khi sử dụng sản phẩm chăm sóc cá nhân trong môi trường có ozone, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi phản ứng tạo thành nhiều hơi oxy hóa và dẫn đến sự hình thành hạt mới với tốc độ tăng trưởng gấp 10 lần so với ngoài trời. Do đó cần có thêm nghiên cứu chuyên sâu về tác động sức khỏe của những chất ô nhiễm này. Để giảm thiểu rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị cần cải thiện thông gió, hạn chế sử dụng sản phẩm chăm sóc cá nhân hoặc thay thế bằng các sản phẩm tự nhiên ít phản ứng hóa học hơn. Đồng thời, người dùng cần nâng cao nhận thức về vấn đề này, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, biến đổi khí hậu đã khiến diện tích thảm thực vật tại Nam Cực tăng lên với tốc độ mạnh mẽ trong vòng vài chục năm qua, Dựa trên dự phân tích dữ liệu từ vệ tinh, các nhà khoa học tại trường đại học Exeter và Hertfordshire của Anh nhận thấy rằng thảm thực vật trên bán đảo Nam Cực, trong đó chủ yếu là rêu, đã lan rộng gấp 10 lần trong 40 năm qua. Cụ thể, nếu như năm 1986, thảm thực vật tại đây chỉ có diện tích chưa đến 1 km vuông, thì đến năm 2021, con số này đã tăng lên tới hơn 12 km vuông. Tốc độ phủ xanh cũng tăng mạnh trong giai đoạn 2016-2021 lên đến hơn 30%. Đáng chú ý, hiện tượng xanh hóa trùng khớp với thời điểm các nhà khoa học ghi nhận tình trạng tan băng đáng báo động tại Nam Cực do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Vừa rồi là bản tin thời sự sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!